Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình và mình là Thành EZ. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái series là Naruto song đấu. Và hôm nay mình sẽ làm về cuộc đối đầu giữa Raikage đệ tứ đối đầu với Minato, tia chớp vàng của đằng lá. Thì đây là cái comment của bạn Hoàng An Hoàng. Và nếu các bạn thích cái cặp đấu nào hãy comment xuống phía dưới nhé. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Chúng ta sẽ lựa chọn Raikage. Chúng ta sẽ có hai hình dáng. Một trạng thái là mặc cái áo Harry Jacket này. Chúng ta sẽ chọn cái trạng thái cởi trần này, nhìn rất là chất luôn. Ở đây chúng ta sẽ có cái Liger Bomb, hình như là bom lôi điện thì phải. Còn cái chiêu thứ hai là lao vào đối phương với một tốc độ rất là cao, sau đó sử dụng cú đấm lôi điện xuyên người. Chúng ta sẽ sử dụng cái bom lôi điện trước này. Và chỉnh lại phần cấp độ như này được rồi ấy. Chúng ta sẽ chọn là Minato Namikaze của đằng lá. Thì đây là cái trạng thái mà được Kabuto triệu hồi. Mình sẽ không chọn cái dạng này. Chúng ta sẽ chọn cái dạng Hokage này. Và sử dụng cái tia chớp vàng của đằng lá. Thì ở trong truyện thì Raikage đã đối đầu với Minato rất là nhiều lần. Tốc độ không hề thua kém gì Minato một chút nào. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Vào, ăn đấm đi. Ui, Rasengan, đấm đấy. Di chuyển nhanh nhà mình mà điện đấy bật xuống vào lại roi điện ăn đòn đi. Ôi chắc cá vào ra sen gan à. Nhanh đấy di chuyển nhanh đấy ăn đạp xuống giống cái Tsunade thật. Đó là thể thuật. Wow, điện. Né ra, đúng rồi. Ôi Chaka, chạy đâu. Ăn đó đi, ui, xịt. Ui, nhanh thế, nhanh vậy. Chúng ta cần hồi Chaka cái. Hết sạch Chaka rồi. Ăn đấm đi. Tiếp tục ăn đấm. Rồi hết rồi. Mình cũng hết luôn. Vào, đỡ rồi. Bom lôi điện quá trúng luôn. Wow, lao đến. Liger Bomb. Wow. Kinh dị. Ăn đấm này. Ui giời ơi, Rasengan. Căng thẳng vãi. Lên nào, Awaken. Wow, đẹp thế. Đẹp. Úi dồi ôi. Liger Bomb. Trời ơi. Roi điện không được. Ăn đòn. Ui quá nhanh luôn. Ăn đòn đi. Kinh thật. Như kiểu dịch chuyển tức thời cái. Biến cái ra ngay đằng sau Minato luôn. Rất là mạnh mẽ. Thuộc kiểu là trường phái già gân. Ok, và mình sẽ chọn Minato đi. Chúng ta sẽ lựa chọn lại Minato. Cuộc đối đầu đầy tốc độ. Chúng ta sẽ chọn này. Và sử dụng một Flying Rasen Combo. Tiếp theo đó chúng ta sẽ chọn Raikage. Mình sẽ dùng cái này gọi là lao vào đối phương và sử dụng cái cú đấm lôi điện. Bom lôi điện rất là khỏe. Di chuyển à. Vào đấy. Ăn chém. Ui, nhanh thế. Rasengan. Ui kinh. Là mình dùng hai lần thế thân rồi đấy. Hai lần thế thân này. Ui, thằng kia vẫn còn 3. Raikage vẫn còn 3 lần thế thân nữa. Ăn đòn đi. Không dùng à. Ôi giời ơi. Đây này. Ôi, nó thủ được. Ăn đòn đi. Ôi, mình hết lần thế thân rồi. Khỏe thế. Lặng mình xa rồi. Đừng có lao vào. Chúng ta sẽ hồi đầy Chaka. Né ra. Rasengan xịt. Ui giời ơi.
giận đâu. Giống trường của dâu trắng vãi ở trong One Piece. Nổ. Ui. Ui ơi. Rasengan, Rasengan đi. Ăn đòn. Ăn đòn, ăn đòn. Hết đấy rồi. Wow, wow, né. Vào đây này, Vyrazin. Đánh dấu. Minato lên. Thấm đây. Ôi Chaka. Awaken lên. Kết thúc đấy. Kết thúc đấy. Wow. Vào đây. Vào đây ra xét gan luôn. Kết thúc luôn. Không phải nói nhiều. Cũng rất là mạnh. Chúng ta sẽ chọn là Raikage đi. Mình sẽ chọn cái dạng sử dụng cú đấm lôi điện đi. Mình muốn thử xem cái chiêu ấy như nào. Chúng ta sẽ lựa chọn lại nhân vật này. Mình sẽ lựa chọn cái Raikage này, sử dụng cú đấm lôi điện này. Và mình sẽ chọn cái Minato ở cái dạng được triệu hồi đi. Xem có mạnh hơn không. Dạng triệu hồi thì có thể biến thành được Jinchuriki, dạng vĩ thú. Vào luôn, ánh luôn, không cần nói nhiều. Lăng đi, lăng đi. Chiêu thức dấn rất là giống một cái đô vật Mỹ ấy. Vào đây. Rasengan, Rasengan à. Ôi giời, tí thì ấy được. Wow, wow. Ăn đòn, ăn đòn. Ném xuống. Chúng ta sẽ vào. Ui ui. Ui, Rasengan. Vào đây này. Wow, roi điện đấy, chiều roi điện thôi. Vào đây, ăn đấm đi, ăn đấm đi. Ôi nó đánh dấu mình rồi. Ui trời ơi. Tăng tốc độ lên. Chúng ta còn có thêm cả vật phẩm tốc độ nữa. Thế đấy rồi. Ui chà. Khỏe. Dạng này có vẻ khỏe hơn đấy. Đấy rồi. Lên. Làm tốc độ cao cực nhanh. Cú đấm lôi điện. Wow, vẫn chưa chết được. Chưa chết được. Giờ thôi cho cả. Ok, mình hết đấy rồi. Ôi trời ơi, mình hết cái thứ thân rồi. Quẩy quẩy nhanh thế. Quay ra Jin. Jin Churiki của kiểu vĩ mà. Ôi chà, cũng ghê. Lên, ông ấy cơn lên này. Ui giời ơi. Điến này xong ấy. Ui trời ơi. Kinh. Nhanh chứ nhở. Ây cha. Quá nhanh đấy. Mình hóa cái cơn rồi mà vẫn không theo được cái tốc độ đấy cả. Ok, và mình sẽ chọn lại một trận cuối cùng là chọn Minato. Minato ở trạng thái được triệu hồi sẽ đối đầu với Raikage. Vẫn ở trạng thái mạnh nhất thôi. Cú đấm lôi điện là trạng thái mạnh nhất của Raikage. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và mình muốn thử cái chiêu thức khi mà được hồi sinh. Nhanh này. Nhanh nhanh, quá nhanh. Quá nhanh luôn. Được đấy. Sủa rồi. Rasengan. Rasengan. Wow wow wow. Ôi trời ơi. Dùng hết đấy chưa? Dùng hết chưa? Hồi Chaka đi. Chúng ta cần phải dùng cái chiêu kia. Video vẫn trúng ạ. Frying Rajin combo level. Frying Rajin không phải Jiku Shippu. Chiêu khác. Chỉ là đẹp mắt thôi, không được mạnh cho lắm nhở. Vào đây, may quá mình còn thế thân. Chúng ta còn thế thân. Rasengan chạy đâu này, chạy đâu. Không chạy được luôn.
bùa này. Rasengan tiếp theo. Chúng ta sẽ vào, lao vào, quá nhanh. Né ra. Ủa đúng rồi, thế thân. Ông lão này hết thế thân rồi. Raikage hết thế thân rồi. Quá nhanh, không cho kịp phản đòn, không cho kịp hồi thế thân luôn. Ăn đòn đi, trời ơi, mình vừa bị chết một cái chiều đấy. Ui dồi ôi, quá nhanh luôn. Ok, và mình sẽ kết thúc tập này tại đây. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên là bỏ lại một like và chia sẻ video giúp mình nhé. Cuối cùng thì xin chào, hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Bye bye.